cây chia vôi chữa đau nhức xương, bong gân, tê thấp, mụn nhọt sưng tấy. Chia vôi còn có tên là bạch phấn đằng, rau chua. Cây nhỏ, mọc leo, dài 2 đến 4 mét, thân tròn nhẵn, gốc có củ, toàn thân phủ phấn trắng nên có tên là bạch phấn đằng, tuộc cuốn hình sợi đơn. Chia vôi còn có tên là bạch phấn đằng, rau chua. Cây nhỏ, mọc leo, dài 2 đến 4 mét, thân tròn nhẵn, gốc có củ, toàn thân phủ phấn trắng nên có tên là Bạch phấn đảng. Tô cuốn hình sợi đơn, lá đơn, hình dạng thay đổi, thường rẻ thùy chân vịt, phía cuống hình tim, dài và rộng đến 6 đến 8 cm. Những là phía gốc hình mát gần như nguyên, các lá phía trên chia 5 đến 7 thùy dài gần bằng nhau, mép hơi có răng cưa. Hoa màu vàng nhạt, mọc thành ngủ đối diện với lá nhưng ngắn hơn lá và có cuống. Quả nang tròn, 5 đến 6 mm, khi chín màu đen. Mùa hoa tháng 4 đến 6, có quả tháng 5 đến 10. Cây mọc hoang ở rừng thưa, ven suối, bờ bụi, hàng rào và được trồng ở nhiều nơi vùng đồng bằng. Thu hái quanh năm, tốt nhất vào mùa thu, đông. Theo đông y, chia vôi có vị đắng, chua, hơi the, tính mát, có tác dụng thông kinh, phá huyết, trừ tê thấp, tiêu độc, sát trùng, thường dùng chữa đau nhức xương, bong gân, tê thấp, mụn nhọt xương tấy, vết ong đốt, rắn cắn. Một số bài thuốc có sử dụng cây chìa vôi. Hỗ trợ điều trị phong thấp, đau nhức xương, chìa vôi 20g, dây đau xương 15g, dễ là lốt 15g, nước 500ml, sắc còn 250ml chia 3 lần uống trong ngày. Hoặc dùng dây chìa vôi 50g, đương quy 20g, xuyên khung 10g, ngưu tất 40g, cầu tích 20g. Tất cả các vị thuốc ngâm trong 1 lít rượu trắng sau 1 tuần là dùng được mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần một chén nhỏ khoảng 30ml. Hỗ trợ chữa bong gân, lá chìa vôi, lá đau xương, lá thầu dầu tía, các vị bằng nhau, giã nát, Trộn với giấm hoặc rượu một miếng đắp cần khoảng 20ml giấm hoặc rượu sau nóng. Đắp và bó vào chỗ bị chấn thương, khi khô lại thay miếng khác, làm 1 đến 2 lần trong ngày. Hoặc dây chìa vôi 50g, gừng tươi 50g, rượu trắng 20ml, tất cả đem dã nhuyễn rồi bó vào khớp đau. Hỗ trợ chữa vết ong đốt, dã nhuyễn lá, dây, củ cây chìa vôi để đắp. Hỗ trợ chữa viêm da lở ngứa. Dùng một nắm lá chìa vôi tươi rửa sạch, giã nát, đắp băng lại khoảng 1 giờ, ngày một lần. Kết hợp dùng thuốc uống tiêu độc, thổ phục linh 20g, kim ngân hoa 10g, bột không anh 10g, sắc uống ngày một lần. Dùng 5 ngày một liệu trình. Hỗ trợ chữa đau bụng sau sinh, theo kinh nghiệm dân gian, phụ nữ sau sinh bị đau bụng lấy một nắm dây chìa vôi sao nóng đắp lên bụng có tác dụng giảm đau rất tốt hỗ trợ chữa mụn nhọt xưng tấy, dây lá chỉ vôi một nắm, rửa sạch, giã nát với mấy hạt muối lấy nước uống còn bã đắp đến khi khỏi. Theo bác sĩ Thu Vân Cảm ơn mọi người đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.